Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 20 tốc cần có cái hiệu là BCPIT. Thì để tham gia hôm nay các bạn lấy phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot nha bạn. Rồi mình sẽ get được 20 tốc cần bit. Bạn bấm chọn này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn kênh group kênh channel. Chương trình này góp nó cũng phó vào ngày 10 tháng 10. Kết thúc vào ngày 29 tháng 9. Rồi các bạn tiếp tục follow join tất cả cái xong rồi sổ follow tờ Twitter và retweet nè. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nè, bằng like nè, các bạn tờ tweet lên nè các bạn. Chỉ dẫn như tờ tweet hoặc là có thể tờ tweet cũng được các bạn. Rồi tiếp tục follow kênh Na tờ tweet nữa nè. Đây là rớp manca cây nè các bạn. Các bạn lướt xuống, các bạn tìm cái bài của nó nè. Chỉ dẫn như tôi quýt. Rồi, các bạn lướt cái bài nè, các bạn chỉ dẫn như tôi quýt nè. Các bạn đi tiếp username của nó đi các bạn. A cộng idrop. A cộng ban kk. Phan các bạn, sorry các bạn. Ban kk. Airdrop đầu tá nó còn ban kake airdrop nữa bạn, nó nè, ơi đâu vậy, đây nè, rồi bạn tự quyết lên người ta bạn, sau đó các bạn bắt đáp lên, các bạn bấm submit đi tên, rồi bấm don, rồi tiếp tục submit đường link bởi file từ Twitter của mình nha bạn, xin tờ Twitter nhấp bật cùng, nhấp vào mục hồ sơ, nhấp bật cùng, nhấp vào chia sẻ. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi cho bot. Sau đó các bạn submit địa chỉ BNB sẽ match trên bet 20 trên đi chocolate mình nhiều không? Sau đó chọn tiếp kênh seller, xong don. Sau đó nó có follow group Twitter partner không, nhập vào cái trang rồi có xong thì bạn bấm don, tiếp tục bấm xác thực kiểm duyệt tài khoản của mình nha các bạn. Ok các bạn, việc tên ghép mình chia sẻ trong bè những người thân để kiếm tôi cần thôi. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo của mình nhé.